Ok, hello anh em, thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta sẽ cài cái app Kake nhá. Cái app này thì khi mà cài là thành công thì anh em sẽ kiếm được 56.000. Đấy, anh em cũng như vậy thôi, anh em kích vào đây, anh em chọn đúng cái điện thoại của mình. Đấy, như của mình là iPhone. Rồi anh em cũng đăng ký Access Trade, đăng nhập Access Trade. Sau đó đăng ký cái chiến dịch này, bấm vào đây. Ở đây mình đã ký rồi nên sẽ có cái nút tạo link. Anh em chưa đăng ký thì sẽ có nút đăng ký. Bấm vào tạo link và mình cũng sẽ tạo link như bình thường. Rút gọn này, tạo này, copy này. Đấy, dán sang mới trình duyệt mới này, sau đó tải app này, dán trình duyệt mới này, rồi đợi nó. Bây giờ mình sẽ ấn nhận này, mình tải cái app này xuống này. Ok, bây giờ đợi nó tải xuống đã. Ok, sau khi mà tải xong thì anh em ấn vào mở. Đấy, chào mừng các thứ này. Đấy, rồi cái này thì mình phải review lại một tí nhé. Đầu tiên này, các bạn tham gia với 2 phút để đăng ký EAKIC, tức là anh em đăng ký bằng chứng minh thư rồi căn cước các thứ này. Mở thẻ master, cái này rất là hay này, cái này mình đã nhận được rất là nhiều thẻ về sau dùng chạy quảng cáo các thứ đó. Không đồng cho mọi loại phí này, thanh toán hóa đơn này, rồi ấn tiếp tục là ok. Mình sẽ bật thông báo ngay, cho phép thông báo nhận tiền còn biết đúng không. Nếu mà chưa có tài khoản đăng ký thì mình sẽ đăng ký nhé, mình chưa có tài khoản. Anh em cũng vậy đấy, quốc tịch Việt Nam, số điện thoại điền vào đây. Rồi số điện thoại người giới thiệu thì mình sẽ để cái số điện thoại của mình ở bên dưới, anh em hãy điền số điện thoại của mình vào trong này nhé, để gọi là ủng hộ mình. Rồi ấn vào đây tiếp theo. Rồi tiếp tục điền mã OTP này. Cái này mình thấy nó giống thằng TNX, mình thấy nó khá là hay đấy anh em ạ, mượt lắm. Và cái ứng dụng nó khá là nhiều cái ứng dụng trong cuộc sống. Tiếp theo là mình sẽ có cái xác nhận danh tính, mình sẽ chọn là chứng minh thư này, ấn bắt đầu này. Ok, bây giờ mình sẽ chụp cái chứng minh thư của mình. Anh em nhớ là chụp là không bị mất góc này, không bị chói sáng này, là ok. Dùng hình này, tiếp theo là mặt sau cũng như vậy, không mất góc, không chói sáng là được. Rồi tiếp theo là cho cái khuôn mặt của mình vào, hình ảnh rõ ràng, không bị mờ, không xoay ngang, màn hình phải xoay dọc. Đấy, mình sẽ rồi dùng hình này. Rồi, ok, nó đang xác thực cái tài khoản của mình, đợi một chút để nó xác thực. Nếu mà thành công là mình sẽ nhận được tiền. Đấy, anh em nhớ là sau khi mà làm xong thì mình sẽ chia sẻ cho các cái bạn bè của mình nữa để mình có thể nhận thêm tiền. Email thì mình sẽ điền vào đây, đúng cái email nhé. Tất cả những cái điều này anh em nhớ là điền đầy đủ thông tin chính xác của mình nhé. Tại vì thứ nhất ấy, nó là những cái gọi là ngân hàng rất là uy tín là nhất. Cái thứ hai đó là những cái này liên quan đến thông tin sau này anh em thanh toán rất nhiều thông tin, nên hãy điền chính xác vào. Đó, địa chỉ thường trú bây giờ mình chọn đúng là chúng mình là Bắc Giang, quận huyện, thành phố, thị xã, Ngô Quyền, số nhà, chung cư. Rồi ok, nó bắt chúng ta điền cái tên đăng nhập thì mình sẽ điền tên nhập vào đây. Toàn ngò 123 mật khẩu. Tiếp tục bắt nhập mã OTP một lần nữa. Tiếp tục dùng xác nhận Face ID. Cho phép. Ok. Ok, như thế này là đã đăng ký thành công cái tài khoản Kake rồi, và trong tài khoản này thì nó sẽ tặng cho mình là 14.965 đồng. Và khi mà hoàn thành cái offer của Asset Trade này nữa thì mình sẽ được 56.000 đồng trên một cái cài đặt nhá. Thì anh em muốn kiếm thêm tiền thì anh em chỉ cần chia sẻ cái đường link này cho bạn bè của mình để họ đăng ký, là anh em sẽ kiếm được thêm 56.000 đồng trên một cái lượt cài đặt. Ok.